À, để trả lời câu hỏi là chúng ta mua được đơn vị nào chuyên nhập khẩu và mua phụ tùng xe Mitsubishi ở đâu rẻ, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Thì các bạn nhìn này, đây là rất nhiều chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đấy, chuyên nhập khẩu phân phối. Đây là cái chỗ máng nước, tiền máng nước. Các bạn nhìn đây là máng nước, đấy. Máng nước của xe Mitsubishi lên. Đây là cái chụp bụi. À, đây là dây côn này. Đấy, dây côn. Các bạn nhìn. Dây côn này xem xử lý cái dây côn dây phanh các bạn nhìn đấy, toàn bộ đây là phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Jolly, dây côn và đây cũng là các bạn nhìn đấy. Các bạn nhìn đây là tay mở cửa xe Mitsubishi và đây là phớt đấy, các bạn phớt đấy, là phớt xe. Các bạn mua đây là chúng tôi chuyên nhập khẩu phân phối, đây là hệ thống bi, toàn bộ là chuyên về dòng xe Mitsubishi Jolly hết. Đấy. Cái này là xi lanh phanh, và đây là cửa gió điều hòa, cái này là cửa gió điều hòa xe Mitsubishi. Đấy, các bạn nhìn, đây là toàn bộ cửa gió và đây là phớt. Đấy, anh em có thể phớt. Đấy, rất nhiều phớt của dòng xe Mitsubishi. Đấy, các bạn nhìn. Đây là phớt xe Jolly, phớt. Và đây là cái cúp ben chụp bụi phanh. À, cúp ben chụp bụi phanh. Và đây các bạn nhìn. Đây là cái cảm biến ABS. Đây là nẹp chân kính đấy, của dòng xe Mitsubishi Jolly. À, nẹp chân kính dòng xe Mitsubishi rất nhiều. Đấy, các bạn mà này, chuyên về phụ tùng của dòng xe Mitsubishi. Đấy, thì các bạn mà có nhu cầu mà mua phụ tùng của dòng xe Mitsubishi mà cần một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi với giá thành cạnh tranh, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Để mua hàng thì các bạn truy cập vào website phụtungmitsubishi.vn. Thì chúng tôi sẽ đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết về tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi. Đấy, các bạn nhìn, toàn bộ là Mitsubishi. Đấy, rất nhiều. Đấy, thì chúng tôi chuyên nên sẽ cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất, chất lượng hàng hóa đảm bảo nhất. Rồi chúng tôi có đầy đủ tất cả các phụ tùng từ gầm máy, thân vỏ, lá côn, bản FBT. Tức là các bạn trong quá trình mà anh em đi xe mà gặp dòng xe Mitsubishi mà các bạn cần phải thay thế cứ bất kể phụ tùng gì thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả các dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn nhìn, toàn bộ là Mitsubishi. Đấy, chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối. Các bạn nhìn. Các bạn cần bất kể một cái món hàng gì, phụ tùng gì thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Mình sẽ làm tất cả những video về từng cái chủng loại hàng hóa, ví dụ như nhận biết hàng xịn chính hãng, hàng liên doanh, hàng thay thế, công dụng của từng sản phẩm. Đấy, thì tất cả những cái các bạn khi mà trong quá trình mà anh em đi xe, đặc biệt là dòng xe Mitsubishi hoặc là anh em gara sửa chữa cần một đơn vị chuyên về phụ tùng dòng xe Mitsubishi thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Để mua hàng thì các bạn có thể truy cập vào website phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtungan.việt.com. Đây là hai website bán hàng chính của phụ tùng An Việt. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho bạn một cách chi tiết về tất cả các chủng loại hàng hóa để mà anh em có sự lựa chọn tốt nhất khi mà các bạn mua hàng. Làm sao chúng ta có một xe vận hành tốt, chạy tốt mà khi chúng ta cái chi phí khi các bạn sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng nó không quá đắt đỏ. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng An Việt. Thì là rất mong anh em các bạn sẽ ủng hộ phụ tùng An Việt.